trên ghế đi ạ. Kéo đây. Xem ngồi thử với. Lên thôi. Anh vặn sang phải là đi. Ở giữa đây, đây, đây. Và... Rồi. Đây đây đúng không? Và... Đây đây. Không đường đi mình đi ra đây mình sẽ phải từ dưới nhé. Cam 360 giống như cái này. Vâng, cam rất là nét. Con này bên em thì nó có 3 chế độ lái ạ. Mình sẽ điều khiển ở nút mốt này. Hiện tại anh đang lái ở chế độ là tiết kiệm. Thì em sẽ để ấn vào đây sẽ sang thoải mái này. Đó. Và một chế độ nữa chế độ thể thao. Thì anh đi lận trên thì em sẽ cho anh trải nghiệm chế độ thể thao. Thể thao là như kiểu sport là xe. Vâng, sport đi ạ. Nó sẽ khỏe hơn. Anh đi thẳng đi ạ. Mình sẽ đi hết cái cung này xuống dưới kia. Mình sẽ đi đến cây xăng dưới kia của quay lại nhé. Cây xăng ở đường tránh dưới kia hả? Vâng, cây xăng lên đi tới cây xăng. Cái này một lần sạc pin thì nó đi được bao nhiêu km hả? Một lần sạc pin nó đi được 285 km theo thông số của nhà sản xuất. Đây ạ, đi vào đây ạ. Cho lạnh lạnh. Còn theo cái thực tế mà mình đã đi ấy, thì đi được 240 anh ạ. Con này ngoài điều khiển là cái màn hình này nó giống như một chiếc điện thoại thông minh của anh. Anh có thể điều khiển vào mạng các thứ được. Và ngoài ra thì mình có thể điều chỉnh bằng trọng giọng nói cho lý ảo với Vi thông minh. Ví dụ em điều chỉnh cho anh xem. Hay VinFast. Tăng quạt gió điều hòa. Anh vẫn nóng. Tăng quạt gió về mức 3. Pin lên đến 100 rồi đây. Anh ơi, em về chế độ sport nhá. Để cảm giác nào. Cái đạp ra phê luôn ạ. Lên 110 mấy. Cái này nó tay lái sẽ cứng lại. Thì mình lái nó sẽ chắc. Chế độ sport ạ. Xin vui lòng nhắc lại thông điệp của anh chị. Vấn để giúp những người dân mà chẳng may mắc F0 thì có ngay cái những cái hướng xử trí. Còn thưa phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Hiền, trong giai đoạn điều trị tại nhà thì ông có bổ sung thêm về cái điều gì để mọi người có thể nhẹ nhàng vượt qua những cái ngày mắc Covid này không ạ? Vâng, tôi xin bổ sung thêm tất cả những ý kiến của giáo sư Kính đã nêu là rất đầy đủ rồi. Nhưng tuy nhiên thì có một vấn đề cực kỳ quan trọng, đó chính là cái tâm lý. Cái tâm lý của cái người bệnh kia nên nhanh đó, nên nhanh xe 2.5. Rộng hơn xe ô tô mà nhóm. Ok. Này rộng nhiều. Đằng đằng sau ngồi rộng lắm ấy. Đằng sau có chỗ dựa. Chúng ta cá thể hóa với mỗi một cái cơ thể của chúng ta rằng là chúng ta chỉ có cái triệu chứng sốt, chỉ có triệu chứng ho và đau đầu thôi, không có cái diễn biến gì đặc biệt. Để mà chúng ta cùng nhau để mà gầm có cao bằng bằng cơ rốt. Gầm này nó khoảng phát sáng con xe là 180 à mm ạ. Trẻ con có bị thì tâm lý của bố và mẹ chăm sóc trẻ con chúng ta hết sức chú ý. Đây 100 nhanh đấy. Dần dần thì chúng ta ghi nhớ thêm nó êm đòi hỏi khỏi để kêu to. Xin nhắc lại một điều nữa là chúng ta báo cho y tế cơ sở gần nhất để có thể đưa được cái theo dõi và quản lý người bệnh. Vâng ạ. Và trong thời gian qua rất nhiều gia đình quan tâm đó là số trẻ em mà mắc Covid-19 đã gia tăng mạnh ạ. Trẻ em mới mắc Covid. Vâng ạ, anh ạ. Vâng, em đây ạ. À vâng, em đang cho khách lái thử đây rồi ạ. Anh ra chưa? À vâng, thế anh cứ sang thôi, anh vào quán anh đăng ký nhá. Xong có gì anh em gặp nhau trên xe, tại vì em đang hướng dẫn trên xe ạ. Dạ vâng, vâng. Phân các đội theo từng cái nhóm tuổi khác nhau. Thế mà chúng ta sẽ có cái nhóm tuổi trẻ sơ sinh và trẻ bú mẹ. Cái nhóm tuổi từ
2 đến 5 tuổi, nhóm tuổi từ 5 đến 11 tuổi và nhóm tuổi trên 11 tuổi. Thế và tùy theo từng mỗi cái nhóm tuổi và tùy theo từng mỗi cái triệu chứng mà chúng ta sẽ đưa ra những cái hướng dẫn sử dụng điều trị khác nhau. Thế đầu tiên thì như cái phần đầu chúng ta cũng đã nghe giáo sư Kính nói, đầu tiên là vấn đề về sốt. Chúng ta theo dõi sốt cho con mình, cặp nhiệt độ ở nách hoặc cặp nhiệt độ ở hậu môn. Thế với cái nhiệt độ của thủy ngân, nếu các cháu trên 36.5 thì được gọi là sốt cao. Và với tình trạng đó thì chúng ta cho sử dụng cái paracetamol hoặc ibuprofen với cái liều là 10-15mg cân nặng. Đấy, và mỗi 4-6 giờ chúng ta đều sử dụng lại một lần. Và chúng ta đánh giá được rằng là sau khi sử dụng cái sốt thì chúng ta có thể hạ xuống. Ví dụ như từ 39 độ. Cái này cam 360 của nó rất là nét. Thì chúng ta là đáp ứng với thuốc hạ sốt. Thế đồng thời nếu các bạn nào các cháu sốt cao thì chúng ta có thể lấy khăn ấm lau trường của nách bẹn và bỏ bớt quần áo trên người cháu ra và lau mải miết đấy thì nó sẽ nhiệt độ hạ nhiệt độ bằng vật lý. Kèm theo nữa là chúng ta uống nước đường và nước điện giải xen kẽ để làm cho các cháu đái ra tốt, vừa đỡ được mất nước nhưng mà đồng thời cũng làm cái giải pháp thải nhiệt ra. Thì đấy là cái đầu tiên về cái sốt và hướng dẫn các cháu sẽ đốt sốt trong vòng 24-48 giờ đầu. Thế và với tùy theo từng cái nhóm tuổi chúng ta sẽ theo dõi cái mức độ sốt, cái chi giác chưa có xe à? Ví dụ như là trẻ sinh thì chờ chung là các cháu có thể theo là bú kém hoặc là kém ăn hơn. Thế và những cái nhóm trẻ lớn hơn các cháu có thể mệt mỏi như bị hơi anh ấy thắt dây an toàn cho em nhé. Chúng ta đánh giá thêm những cái dấu hiệu như tình trạng nôn, thế này đâu dòng chảy thì hoàn toàn có thể là yên tâm cho con có thể. Hay VinFast mở Trình Duyệt anh vặn sang phải nhé. Sắp phải đây sẽ nó đi. Nó bằng giọng nói à, vặn rồi. Nó đúng như con xe của anh vậy. Anh chỉ có thể nói chuyển chế độ âm thanh sang giọng khác, bóp hay mặc định. Không, cái này của anh còn nó có cái chế độ đi. Ừ, chế độ đi thì vặn. Còn nên lên 100 cây nhanh lắm ấy. Dạ vâng. Thì nhanh lắm. Gia tốc của nó nhanh ạ. Nhanh hơn cả con, nhanh hơn cả con cả con xe. Nhanh hơn cả xe xăng kia nữa. An toàn, sáng tạo. Nên nhanh lắm. Cung đường của mình đi từ đây xuống cây xăng kia, mình sẽ quay lại nhá. Biết rồi. Vừa đi thử rồi, biết rồi. Đi thử ạ. Con này bên em thì có 3 chế độ lái. Ơi. Tại anh đang lái chế độ thoải mái. Có cái gì? Anh vừa nhìn rồi, anh vừa đi, anh ngồi sau rồi. À anh ngồi sau ạ. Anh vừa ngồi sau nghe chú hướng dẫn rồi. À, vâng vâng. Anh đang chỉ chạy thử. Có cái gì? Em từ cái tốp khác. Không thể thực hiện yêu cầu lúc này. Vui lòng. Nên 100 cây nhanh lắm. Đạp nóng lắm. Được rồi. Nhưng mà không biết là nó hiệu quả thế nào thì chưa biết. Khi sử dụng cái bài Bộ Y tế đã có chỉ định rất rõ ràng. Thì đi rút. Ủa, chứ nó đạt được đồng ngành ấy. Tăng tốc lên. Đi vào vừa, chóc vào mặt. Cháu đi ra nghệ thử đi. Thử đấy, cứ thoải mái đi anh. Thử thoải mái đi anh. Con xe này thì vượt thì rất là sướng. Em đi vượt rồi. 120 mấy cây à? Ôi vậy thôi. 115 cây, 116 cây. 120 mấy rồi. 120 phút. Như kiểu máy bay cất cánh. Như động cơ máy bay. À đâu ạ? À vâng, anh vào quán xong rồi anh ngồi uống nước, anh đăng ký giúp em nhá. Thì có gì anh em mình gặp nhau trên xe, tại vì em đang hướng dẫn khách lái thử trên xe điện ạ. Vâng ạ, vâng ạ. Vâng, khi mà trong nhà chúng ta đã có ba người mắc, còn lại em bé đã có từng sốt thì có thể là em bé mình để mà đã thử chế độ thể thao này. Để mà đã tốc độ thì để mà đã tốc độ nó cũng nhanh, nóng nhanh lên hết. Chế độ này mốc hơn. Mốc hơn. Rất là cái này mốc hơn mình. Bốc hơn nhiều. Xong phải cho uống dầu phải cho uống đây điện dính. 68 vừa đấy 72% chạy được cả hai vòng. Bây giờ xuống 68. Tức là cái tốc độ pin lúc là 72, lúc bắt đầu đi là 72%. Bệnh nặng hay bệnh nhẹ đều có tỷ lệ 72%. Tính thì mỗi 1% thì được tầm 2,4 cây. Thì 100% đi được 240 km mà. Con này vượt xe. Này thì xe này nếu mà vượt xe thì sướng. Vâng, vượt xe sướng lắm. Con này nếu mà vượt xe thì sướng. Độ trễ nó chậm. Tức là nó nên
lên luôn, nó lên luôn chờ rồi. Động cơ nổ máy tăng tốc. Phanh phổng nằm ở chân nào? Vẫn như cũ, vẫn như kiểu xe xăng như cái xe kia vậy, vẫn như nào. Vâng. Chân ga thực phanh tất, như kiểu nó chỉ thay bằng một cái máy điện thôi chứ còn nó tất cả hệ thống điều hành nó đúng như cái xe kia. Vâng. Vậy nó thông minh hơn con xe xăng nữa. Nhưng bằng giọng nói. Vâng. À, anh chưa nói, chưa được nghe nhỉ, để em điều khiển giọng nói cho anh nghe nhá. Thầy vi phát tăng quạt gió điều hòa. Chờ chút nhé, hệ thống sẽ tăng quạt gió thêm một lúc. Anh vẫn nóng. Để giảm điều hòa xuống mức tối thiểu và tăng quạt gió lên. Tăng nhiệt độ. Đã tăng điều hòa đến mức 18 độ. Giảm quạt gió về mức 1. Đã đạt quạt gió mức 1 tối thiểu. Hôm nay có tin gì hot? Yêu trên điện thoại, yêu trên này được mà. Hiện đang có những tin nóng. Tán gái được đấy. Tán nó được mà. Mỹ cho phép sản xuất xe nhái. Tin số 2, tử tù sư trí nhớ thoát chết trước ngày bị hành quyết. Tin số 3, những món ăn ngon với hoa bưởi. Anh chỉ muốn nghe chi tiết tin số mấy? Tin số 1. Đây của nó mấy túi khí, con này mấy túi khí? 6 túi khí anh ạ. Mỹ cho phép sản xuất xe nhái. Xe nhái hay phiên bản sau của ô tô vốn là cách để những người hâm mộ có được một phần của những biểu tượng trong ngành công nghiệp ô tô. Hay vì phép mà họ khó lập. Yêu anh không? Anh chị đang tỏ tình em đấy à? Cho em suy nghĩ một chút nhé. Em đồng ý. Bạn gái được mà. Nói chung cái này nó thông minh lắm anh ạ. Anh nói nào cũng biết ạ. Hay vì phép nhiệt độ hôm nay bao nhiêu độ? Anh chị cũng rất tuyệt vời. Hay vì phép nhiệt độ hôm nay thế nào? Hay VinFast dự báo thời tiết hôm nay thế nào? Em chưa thực sự hiểu ý anh chị. Anh chị vui lòng hỏi rõ hơn ạ. Thời tiết hôm nay thế nào? Hay VinFast thời tiết hôm nay bao nhiêu độ? Dự báo hôm nay thời tiết tại huyện Hải Hậu trời nhiều mây, nhiệt độ dao động từ 21 đến 23 độ C. Nói chung là nó có kết nối mạng mà anh. Nên là nói chung là sướng một cái là sướng một cái là ông ngồi tán nó là thì nó tí nó yêu đúng như đúng rồi. Trước tiên em chưa thể trả lời câu hỏi của anh chị tại vì biết là anh là ai. Em cứ yêu. Cứ yêu. Tán gái nó sướng lắm. Anh đó ấn P ạ. Ấn P. Rồi, rất là được ạ. Được chưa? Rồi. Ngồi vậy. Anh nào lên đi ạ? Đây này có anh lên được. Hả? Chúng anh lên.